나는 슈퍼에 들렀다가 서점에 들러서 책을 샀어요. 들었다가 서점에 들어서 책은 샀어요. 저희 딸이 슈퍼 학창 Tôi đã ghé qua siêu thị rồi đến hiệu sách để mua một cuốn sách. Ok. À, nên sắp bao eso drop taco taka drop taka so chum me drop so check kun sasayo nè어떤 책을 샀나요? 영어 단어 책 갔어요. 샀어요. 어떤 책을 샀나요? 트윙벳 뭐라고 해요? 뭐 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
sao Ừ, ta bạn sắc chết bạn oton quẹo họ tên là sách gì, sách loại gì? chắc là gì phải Ừ, mua sách loại gì? chắc là gì Ừ. phải mua sắc là gì phải mua sắc là gì Này, dọn o tan nó sát sao dùng. 나는 영어 단어 책을 샀어요. 네, 나는 영어 단어 책근 샀어요. 생백 뭐라고 해요? 또 다음 뭐 sách từ vựng tiếng Anh. Tôi ta mua sách với tiếng Anh. Này, tôi đã mua sách từ vựng tiếng Anh. Từ vong tiếng Anh. Tôi ta Này. mua sách từ vong tiếng Hàn. Tiếng Hàn. Tiếng Hàn Hàn Quốc co tạm nói chết cương sát sao dù. Tôi đã mua sách từ vong tiếng Hàn. Tiếng Anh. Tiếng Hàn. Tiếng Anh là giòn ngon. Ok, ở đây. 나는 한국어 단어 책을 샀어요. 네. Tôi đã mua cuốn sách từ vựng tiếng Hàn. Tôi đã muốn cuốn sách thì tôi muốn tiếng Hàn. Ừ. 하는 영어 공부를 얼마나 자주 합니까? Tăng thì thường học tiếng Anh không? Tăng thì thường học tiếng Anh không? Tăng tiếng học tiếng Anh xong. Này, Tăng thì thường học tiếng Anh không? Đáp은 어떻게 해요? Chào lỗi. Cho nên Yong công bu an heo hajiman abatu eso huesa kaji Yong headphone Iyahonro tức kỳ heo. 나는 영어 공부를 하지 않아요. 하지만 아파트에서 회사까지 갈때
헤드폰으로 영어 듣기 공부를 하고 있어요. 네, 맞아요. 생뱃 뭐라고 해요? Tôi thì không học tiếng Anh, nhưng từ căn hộ đến công ty thì tôi dùng tai nghe để nghe tiếng Anh. Tôi không học tiếng Anh, nhưng mà từ căn hộ đến công ty, tôi học tiếng Anh với headphone, tiếng Việt bao nhiêu hiểu? Tai nghe. Tai nghe, bốn 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 tai nghe. Né, rồi nên일요일에는 어떤 음식을 주로 먹어요? Chủ nhật thông thường ăn món ăn gì? Chủ nhật thông thường ăn món ăn gì? Bạn không muốn ăn gì? Cho nên Honcharo Việt Nam âm xích cơn mạnh mạnh nên so một coi vô Hachiman Onurun Italia Italia âm xích cơn một cốc sao vô.저는 일요일에 베트남 음식을 만들어서 먹어요. 하지만 오늘은 이탈리아 음식을 먹었어요. 네. Tôi thì thông thường tự nấu món Việt Nam và ăn, nhưng hôm nay tôi đã ăn món Ý. Món gì? Tôi nấu ăn Tôi nấu ăn ăn món ăn Việt Việt Nam, Nam. nhưng hôm nay tôi đã ăn món ăn đi. Ý. Này. 어떤 이탈리아 음식을 먹었나요? Món mì spaghetti. Tôi đã ăn món mì. Bạn đã ăn món ăn gì, món ăn ý gì? Đã ăn món ăn Món ăn ý gì? ý gì? Đã ăn món ăn ý gì? Tôi đã ăn spaghetti. Tôi Nè. đã ăn spaghetti. Nè, cho nên spaghetti một cốc sao vô. 나는 스파게티를 먹었어요. 워터 코미티 워터 하코 워터 코미티 네네네. 직접 요리를 해서 스파게티를 먹었나요? 저는 안보요 직접 요리를 해서 스파게티를 먹었나요? 티엔벳 뭐라고 해요? 아, 직접 요리를 해서 스파게티를 먹었나요? 직접 당신은 아, 뱅 đã tự nấu ăn và ăn spaghetti phải không? Anio, anio, 식단, 식단에서
Spaghetti run một cốc soju.아니요. 나는 식당에서 스파게티 요리를 사 먹었어요. 아니요. 나는 식당에서 스파게티 요리를 사 먹었어요. 네. 홍, 너희, 아. 저희 đã mua và ăn món Ý tại nhà hàng. nhà hàng, ok, spaghetti, oh. 어떤 식당에서 스파게티 요리를 사 먹었나요? 그리고 가격은 얼마였어요? 어떤 식당에서 스파게티 요리를 사 먹었나요? 그리고 가격은 얼마였어요? Bao bạn đã ăn món ăn Ý tại nhà hàng nào gồm và nó có gần hay là xa? Deduct thăm nó để trao lỗi. Tôi đã ăn món ăn Ý tên là Ceita. Nó thì gần nhà tôi. Tôi thì đã ăn món Ý tên là Ceita. Nó thì Seita. gần nhà tôi. Ô Seita. Nè. Bao nhiêu anh? Trong giúp trong y trong giúp bạc em đi ta. 나는 세이타 식당에서 스파게티를 사 먹었어요. 가격은 2,600엔 입니다. 한국 돈으로 하면 대략 2만 원 정도 돼요. 존 giúp bạc em. 1,600엔 1,600엔입니다. 한국 돈으로 하면 대략 12,000원 정도 됩니다. 나는 세이 타 식단에서 스파게티를 사 먹었어요. 가격은 trong giúp bạc em imita hàng quốc tôn euro hamion t rạc quan y quan 12,000원. man y chon quan chung tô tem ni ta Tiếng Việt 뭐라고 해요? Tiếng Việt. Tôi thì đã mua và ăn món mì spaghetti tại nhà hàng Seita. Nó thì gần giá của nó là 1.600 yên. Còn nếu tiền Hàn Quốc thì là là 12.000 won. 12 12.000 won. won. Okay. Spaghetti는 맛이 있었나요? 그리고 스파게티는 양이 많나요? Spaghetti masi is sos nayo kuriko spaghetti nun yang y mạnh na yo. Vậy mì ấy thì ngon không, nhưng thì có nhiều lạ phải không?
Spaghetti맛이 있었나요? 라 Mì Ý có ngon không? spaghetti là nóng không? Nè, spaghetti có ngon không? Nóng không không? Và spaghetti new new bao bao lâu như Có nhiều loại. bao nhiêu Có nhiều loại. có nhiều Dành đoán có nhiều nè. ok trao lôi Mì Ý thì rất ngon, nó có nhiều lạ. Trong mì Ý thì có rất nhiều hải sản.맛이 있었고 스파게티는 맛이 있었고 양도 많았어요. 네. trong mì Ý thì có rất nhiều hải sản. 맞아요? 네, 맞아요. Spaghetti는 맛이 있었고 양도 많았어요. 네, 좋아요. 스파게티 안 hải sản mạnh ý sao dù스파게티에는 해산물이 많이 있어서 더 맛이 있어요. 네 스파게티에는 해산물이 많이 있어서 더 맛이 있어요 네 맞아요 땡글 라지? trong mì Ý thì có rất nhiều hải sản nên nó rất ngon New hải sản. Đồ 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 lăng 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 lộn lăng lộn lăng lộn ok 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 내일은 월요일인데 차는 몇 시에 출근하나요? Ngày mai thì thứ hai bạn đi làm vào lúc mấy giờ? Ngày mai thứ hai bạn làm gì thứ hai giờ? Nên quan vô in t cho nên ban si e tương cương heo 월요일에 나는 8시에 출근합니다. 오후 오후 반 시에 준근 합니다. 월요일에 나는 저녁 8시, 월요일에 나는 저녁 8시에 출근합니다. 나는 야간 근무를 하고 있어요. 땡땡백 Thứ hai tôi thì đi làm vào buổi tối, tôi thì đi làm ca đêm. đi làm ca đêm là giờ căn cứ Dạ cơn cơn mun. Dạ giờ căn căn cứ cơn mun. đi làm ca đêm đêm cho đêm là thăm Dạ căn. đi làm cả Đi đêm làm ca đêm. Ban ngày thì tôi học bằng lái xe. kurom mấy giờ 퇴근하나요? Chrome Mercedes thì cứ 8 giờ sáng mai. Một ngày 8 giờ mấy giờ thì bạn tan ca? Mấy giờ thì bạn tan ca? Tên cả mấy giờ tên cả bây giờ thôi cái nào này không chào lỗi Mấy
ban ban si ship bun e he kun ham nị ta. 나는 아침 8시 10분에 퇴근해요. 네, 나는 아침 ban si ship bun e he kun he yo. Tôi thì tan ca vào lúc 8 giờ 10 phút Ừ, thì sáng buổi sáng thì tôi tan ca vào lúc 8 giờ 10 phút. buổi sáng ok. 야간 근무를 하면 낮에 몇 시간 자나요? 야간 근무를 하면 nếu làm đêm thì ban ngày mấy giờ Nu nu ban ngày thì mấy giờ ngủ? nu Tôi thì ngủ đến 12 giờ. 12시요? 저는 10이 C 까지 자 나요. 다요? 네. 오케이. 나는 12시까지 잠을 잡니다. 그러니까 4시간 잘수 있어요. 맞아요? 네, 맞아요. 이거 트윈겟으로 하면 뭐예요? 소위 누된 몸무이 하이지요? Tôi ngủ đến 12 giờ. Vì thế tôi chỉ có thể ngủ 4 tiếng. Bông지요. 4시간 자면 피곤하지 않아요? 피곤할 것 같은 생각이 드네요. 4시간 자면 피곤하지 않아요? 피곤한 것 같은 생각이 드네요? 아니요. 뭐 ngủ nếu mà ngủ 4 giờ thì có khó khăn không? Có cảm thấy có suy nghĩ khó khăn không? Cảm thấy Anh chân ý cần không? Kerem, yêu nè, bộ, chào lỗi, thầy đáp bộ đăng thầy. anh yêu hiểu quê sai ở sau hiểu sức ít sao sau cho nên hiểu sức kỳ tê sao dù. 아니요, 피곤하지 않아요. 왜냐하면 회사에서 휴식 시간이 있어서 야간 근무에도 휴식하면서 잠을 잘수 있어요. 아니요, 비건하지 않아요. 왜냐 하면 왜 사에서 휴식 시간이 있어서 야간 근무에도 휴식 하면서 잠은 잘수 있어요. 네. không, tôi không gặp khó khăn. Bởi vì trên công ty tôi thì có thời gian nghỉ ngơi nếu làm đêm. Tôi vừa nghỉ ngơi nên tôi có thể ngủ. Rồi. Nè.
그럼 오후에는 어떤 일을 하나요? 그럼 오후에는 어떤 일을 하나요? 왜 thế buổi chiều thì làm gì? Không. Vì Ừ. thế, à, Vì thế buổi vui chiều thì làm việc gì? làm gì? Cho nên quê quốc co công bu ha cô thực thực ho cha tung cha học tan hạ học kêu e so thực thực bo công bu ha cối so dù có나는 외국어 공부를 하고 자동차 학교에서 공부를 하고 있어요. 네. 땡겟? 아, 또 thì học ngoại ngữ và học học bằng lái xe tại trường lái xe. 자동차 학교라지? 아, trường lái xe. 중 라이상, 오, Trường중 lái xe. 라이상. 자동차 학교에서는 어떤 공부를 하나요? 자동차 학교에서는 어떤 공부를 하나요? Ở trường lái xe thì học gì? Tôi học bằng lái xe ô tô để tháng sau tôi mua xe ô tô. 나는 자동차에 대해서 공부를 해요. 나는 자동차 학교에서 thực co công bu ha cô ấy sao dồ응? 어떤 거요? thực co특허. 네 cha나는 tung cha un chong mion ho chun công bu ha cô ấy sao dồ 나는 자동차 학원에서 자동차 운전면허를 공부하고 있어요. 타는 자동차 운전면허가 없나요? 저는 자동차 운전 면허 가 있어요. 하지만 vì thứ năm운전 면허 가 있어요. vì thứ năm 에서 외륜 chóc cửa rô un chong hê yô Hajiman in bon e so Weirun chóc cửa rô un chong hê yô나는 베트남에서 베트남 운전면허가 있어요. 베트남에서는 오른쪽에서 운전하지만 일본에서는 왼쪽에서 운전해요. 그래서 자동차 학원에서 운전면허를 공부하고 있어요. Tôi맞아요? thì có bằng là nà nơn Việt Nam e so Việt Nam un trong miong ho ca ít so yo Việt Nam e so nơn orun chok e so un trong Hachiman in bon e so nơn wen chok cư so wen chok ke so un trong he yo kre so cha tum cha hak quan e so un trong
Myeong-ho-run, Công bố hạ cối sao dầu, nè mà sao dầu. Để thiên biết. Bê thứ năm mô, tôi thì có bằng lái xe ô tô tại Việt Nam, nhưng ở Việt Nam thì lái bên phải, còn ở bên Nhật thì lái bên trái. Vì thế tôi phải đến trường lái xe để học bằng lái xe. Ok.하는 한국에 대해서 어떤 궁금한 것이 있어요? Trung cung anh có ít gì nhỉ?한국에 대해서 어떤 궁금한 것이 있어요? 한국에서 운전면허는 공부하면 얼마나 까다로워요? 한국에서는 국제 운전 면허증이 있으면 운전할 수 있는 것으로 알고 있어요. 그래서 국제 운전 면허증을 따면 되지 않나 생각합니다. 만약 한국에 왔을 때 면허증이 없다면 운전면허 시험을 봐야 하는데, 한국어로 시험을 보기 때문에 쉽지는 않을 것 같네요. 잘 어쩌면 외국 사람을 위한 운전면허 시험도 있을 수 있어요. 잘 확인해 봐야 합니다. 네, 요거 한번 공부해요. 아, 한국에서는 국제 운전면허증이 있으면 운전할 수 있는 것으로 알고 있어요. 그래서 국제 운전면허증을 따면 되지 않나 생각합니다. 만약 한국에 왔을 때 면허증이 없다면 운전 면허 시험은 봐야 하는데 한국어로 시험은 보기 때문에 쉽지는 않는 거 같나요? 짠 어쩌면 외국 사람은 위한 운전 면허 시험도 있는 수 있어요. 짠 해킹해 봐야 합니다. 이해했어요? 네, 이해했어요. 그러면 TNBS로 얘기해 줄래요? Ở Hàn Quốc, nếu có bằng lái xe quốc tế thì có thể lái xe. Nhưng bằng lái xe quốc tế nhưng bằng quốc tế không, nếu không có bằng lái xe khi đến Hàn Quốc thì bằng lái xe nhưng sẽ không dễ dàng vì thi bằng tiếng Hàn, có thể đó là nước ngoài cũng có thể có bài thi lái bằng lái xe cho người dân. Trên nếu tôi có bằng lái xe ở Hàn Quốc, nếu tôi có bằng lái xe ở Nhật thì tôi có thể chạy bằng lái xe. Nếu tôi có bằng lái xe ở Việt Nam và bằng lái xe ở Nhật thì tôi có thể lái xe ở
Hàn Quốc phải không? Ừ. Về thứ năm, Un Jong Myung Ho Jun Qua In Bon Un Jong Myung Ho Jun Y X Nun Tê Un Jong He So Hàn Quốc E So Un Jong Han Su X Na Yo.보통 한국에서도 한국 운전면허증이 있으면 국제 운전면허증을 발급받을 수 있어요. 그러니까 베트남 면허증이나 일본 면허증이 있으면 일본에서 한국 여행 올때 국제 운전면허증을 발급을 받으면 가능할 거예요. 아니면 한국에서도 국제 운전면허증을 발급받을 수 있는지 확인해 봐서 아마 그게 가능하면 운전을 할수 있을 겁니다. 해외여행을 하는 사람들은 보통 해외에 가서 렌터카를 이용하는데 국제 운전면허증을 사용해서 렌터카를 이용하는 것으로 알고 있습니다. 읽어보세요. 보통 한국에서도 한국 운전 미용 허준 이 있으면 국제 운전 미용 허준 은 반금 바뜬수 있어요. 그러니까 베트남 미용 허준 이나 일본 미용 허준 이 있으면 일본에서 여행 온때 국제 운전 미용 허준 은 반 그분 받으면 가능한 거 예요. 아니면 한국에서도 국제 운전 미용 허준 은 반급 받을 수 있는지 백킹 해 보아서 아마 그게 가능하면 운전은 할수 있은 겁니다. 해외 여행은 하는 사람들은 보통 해외에 가서 렌터카를 이용하는 때 국제 운전 면허증은 사용해서 렌터카를 이용하는 것으로 알고 있습니다. 네. 읽으면서 이해했어요, 꼬태휴? 네. 그럼 땡볕으로 얘기해 줄수 있어요? 땡볕? 꼬태 노이 땡볕? Tiếng Việt Bối? thông thường ở Hàn Quốc, nếu bạn có bằng lái xe Hàn Quốc thì có thể được cấp bằng lái xe quốc tế. Vì vậy, nếu bạn có bằng lái xe Việt Nam hoặc Nhật Bản thì sẽ có thể lái được bằng lái xe quốc tế khi đi du lịch Hàn Quốc hoặc có thể lái được bằng lái xe quốc tế ở Hàn Quốc. Tôi đã kiểm tra và nếu có thể tôi biết rằng những người đi du lịch nước ngoài thường sử dụng xe thuê khi ra nước ngoài. Tôi biết họ dùng bằng quốc tế để thuê xe. Này, hàng OK, OK. 이게 이제 사용. 1분 남았는데요. 내가 이것을 교정을 볼수 있어요. 인본에서 운전 면허증 공부하면 40